Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ, mảnh ghép yêu thương chào anh. Chào em. Dạ, anh chào quý vị khán giả cộng đồng mạng anh ha. Đầu tiên anh Kim cầu chúc mảnh ghép yêu thương là sức khỏe, cầu chúc cộng đồng mạng tràn đầy hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, anh giới thiệu cho mọi người biết tên cũng như tuổi của anh luôn đi anh. Anh là Lê Quang, sinh 1964 ở Tuy Phong, Bình Thuận. Anh là Lê Quang. Sinh năm 1964, năm nay anh Quang 60 tuổi ha. Anh Quang đến từ Bình Thuận. Rồi anh Quang nè, anh có đồng ý cho phép Minh Hoàng sử dụng hình ảnh của anh đăng lên mạng xã hội không? Đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân anh Quang yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được. Đúng rồi. Anh Quang phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Đúng rồi, chấp nhận. Rồi, hiện nay tình trạng hôn nhân của anh Quang như thế nào anh? Bà xã bay mất rồi em, bên này 5 năm rồi. Chị mất 5 năm rồi ha. 5 năm rồi. Anh chị được bao nhiêu người con anh Quang? Anh được ba đứa con, một đứa lớn nó bị tai nạn xe chết rồi, còn một đứa nhỏ, một đứa hai mấy tuổi nó làm công ty cơ bác nó dưới, còn một đứa bị bẩm sinh câm. Anh cũng bị nhiều cái cũng rất là vất vả đau khổ ở trong cuộc sống ha. Với bà xã bà mất được 7 tháng rồi, con bị tai nạn xe nó mất luôn. Rồi thêm một một em bị bệnh bẩm sinh nữa. Một em sinh mà nó ở với chị nó bán cơm tấm rồi nó muốn biết làm hết em. Tự làm được hết. Rồi hiện nay anh Quang ở Bình Thuận anh làm công việc gì anh? Trước kia anh làm quản lý bên công ty tôm giống. Rồi thời gian rồi anh làm được mười mấy năm á, của ông anh ở nhà. Rồi anh làm đó rồi, có khi bà xã ba ngã bệnh xuống, anh bị anh nuôi cho bà xã được 8 trong một năm á. Rồi bà xã mất anh xuống anh làm lại. Anh làm lại rồi, anh làm lại thời gian đó rồi con nó bị tai nạn xe, mất em. Anh bỏ vốn làm chung rồi làm ăn nó hết vốn rồi, anh buồn quá anh về nhà anh không làm nữa, anh phục vụ với con. Là bên con nó bán cơm tấm với bún bò, anh thì bán cà phê. Vậy là hiện nay anh ở nhà cùng với con gái anh, là con gái anh bán cơm tấm còn anh bán cà phê ha. Bán giùm cho con dâu, anh bán cho con ấy à, anh không lấy làm gì đâu. Bán giùm dâu ha. Anh bán cho con ấy là bán tại nhà anh luôn. Anh không lấy, anh không lấy tiền thì cái nguồn thu nhập từ đâu để anh xài anh tiêu? Thì bán là cho con rồi chung sống trong gia đình mà. Tiền bạc tiêu thì nó vô tư rồi, em không suy nghĩ đến chuyện đó. Bán thì buổi sáng không, anh bán ngày thường không, là bữa nào 80 ly cà phê, về Tết thì bán 100 mấy ly, 200 ly. Vậy cũng bán có lý thôi. Hiện nay anh Quang nè, anh sống trong căn nhà của anh luôn hay là anh sống cùng với các con? Thì anh sống ở căn nhà của anh mà con nó mất rồi, con dâu về đây nó ở mặt bàn, nó ở đây nó bán luôn em. Nhà anh ngay ngõ ba luôn, chân ba. Con về đây nó mua nó bán nó nuôi mấy đứa cháu rồi, anh cũng phục vụ nuôi cháu nó lớn, bên anh nó thành lớn rồi, bớt rồi anh bớt lo, anh bây giờ anh tìm được con đường của mình, bước đứng con đường nữa em. Mình chết yêu thương mình quà và giúp đỡ dùm cho anh.
Rồi hiện nay là anh chỉ quanh quẩn là mua bán ở tại nhà của anh thôi ha. Tại nhà anh phục vụ cho con là nấu cơm rồi nấu hủ tiếu rồi bất kỳ anh về sáng anh nấu dùm cho con cơm hủ tiếu rồi 4 giờ là anh chế cà phê anh bán mấy cái 9 giờ anh dẹp à. Dạ. Yeah. Anh Quang anh cao bao nhiêu anh? Anh cao 1m6 á. Cân nặng. Cân nặng hồi kia là anh 75 kg, bây giờ còn con rồi chết vợ rồi chết buồn chí, làm ăn thua lỗ buồn chí quá rồi còn cái 60 kg 62 kg à. Dạ. Yeah. Buồn chí quá hả? Mất rồi con nó mất theo nó từ đó suy sụp anh luôn chứ hồi kia anh bự lắm. Anh Quang anh có thích uống rượu bia không? Anh bia hút thuốc thôi, cà phê thôi, còn rượu bia anh không biết uống cái gì đó. Anh nào làm công ty bia chắc thành đống anh không uống đâu, anh uống được. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ anh chỉ biết cà phê với thuốc lá vậy thôi à. Dạ. Yeah. Anh Quang nè, anh xem chương trình của Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa? Lâu rồi em, cái năm mấy này á, cái hoài à, cái mình thích Mảnh Ghép Yêu Thương Minh Hoàng á nhiều lắm. Cái không Minh Hoàng không à. Yeah. Anh thích ở điểm nào? Thích nhiều cái Minh Hoàng, nhiều cái nó ca, nhiều cái nó hấp dẫn mà nó thật, nó thật tế như vậy đó. Để anh kết nối với. Dạ, cảm ơn anh. Rồi anh xem lâu rồi, anh có ấn tượng được những cái chị nào trên mấy cái video đó không? Có cái chị vui vui, chị vui 60 mấy tuổi đó, chị bán giày dép á em. Chị vui bán giày dép 60 mấy tuổi hả? 60 tuổi hả? Ở tầm nay. Chị đó tên Vui luôn hả? Chị vui á, mà chị ở tầm nay chị bán giày dép á. Ừ. Rồi. Anh Quang anh thấy chị Vui có những cái điểm gì mà nó đồng nhất với cuộc sống của anh vậy? Anh thấy chị Vui chị ăn nói thật tình, chứ có phụ nữ có can đảm. Ăn nói thật tình, phụ nữ có can đảm ha. Yeah. Rồi còn gì nữa anh Quang? Thì anh thích những người phụ nữ như vậy, chân chính làm ăn á em. Dạ. Yeah. Anh hầu bà xã anh thì cũng như vậy đó, chứ tính làm ăn thôi rồi mới bị ung thư rồi mới bị bệnh ngặt nghèo mới mất đó. Yeah. Lo cho đi tiền bạc không hết á. Rồi bây giờ là em ghi nhận anh ấn tượng chị Vui thì anh ấn tượng ha, nhưng mà cũng không biết chắc là chị Vui có đồng ý kết bạn với anh hay không. Nếu mà chị Vui không đồng ý kết bạn với anh á, thì anh Quang nè, anh có sẵn sàng mở mở rộng cái lòng của anh ra để đón chờ những chị khác đến với cuộc đời anh không? Có, để ý là chị Vui như thế nào, còn không được thì mình kiếm người khác sao giờ. Dạ. Yeah. Thì đúng rồi, nó cũng phải có cái duyên nợ nữa, duyên số với nhau. Rồi bây giờ đó mình tạm gác chị Vui qua một bên đi. Mình nói thí dụ là chị Vui không đồng ý nè, thì bây giờ anh muốn cái mẫu người phụ nữ đến với cuộc sống của anh Quang đó, thì anh muốn cái người phụ nữ như thế nào mới hợp với anh? Thì anh thích người phụ nữ là chân chính làm ăn, cuộc sống lo làm ăn với nhau là thật tình, sống thật tình rồi lo làm ăn với nhau là được rồi. Anh có thích vóc dáng của cái người phụ nữ đó là cao bao nhiêu hay là cân nặng bao nhiêu không? Dễ nhìn hay sao? Cả năm mấy, năm 4, 55 kg thì vậy thôi. Dạ. Yeah. Cao bao nhiêu? Có 1,5m, 1,4m thì cũng được. 1,4m cũng được đó hả? 1,4m có lùng xịt đúng không? Biết sáng biết tải cũng được, biết tư biết rưỡi cũng được, từ biết rưỡi tới lên đi. Từ biết rưỡi cho lên đi, với mét tư thấp lắm mà. Rồi cái đó là chiều cao cân nặng.
Anh thích cái tuổi của người phụ nữ đó là cỡ bản bao nhiêu? Cả năm bốn năm sáu rồi cũng được, Từ bao nhiêu tới năm 4, năm 6? là 56 kg rồi đó. Không, ý em hỏi cái độ tuổi á. Tuổi hả? Từ 54 trở xuống trở lên, trở lên 60 đổ lại thôi. Anh Quang nè, trong cái lúc mình ngồi trò chuyện á thì anh cố gắng đừng có hút thuốc anh ha. Nó sẽ mất mất hình ảnh đẹp của mình ở trên cộng đồng mạng đó anh Quang. Đúng rồi. Anh thật cái Minh Hoàng, anh là anh sống ở đây là với bà xã là chỉ một hồi cha mẹ sinh ra lớn lên rồi chỉ một vợ một chồng thôi, nhưng mà số phận bà xã bà, sống đời mình không được, có đi sớm quá thì mình đành bước bước nữa thôi, với anh chỉ một vợ một chồng thôi, chỉ cần hồi về làm ăn thôi. Thì cũng chị ra đi nay cũng lâu rồi anh ha, cũng mấy năm rồi. Cả bên này là anh tính đến năm nay là 7 năm rồi em. Thì người đã đi rồi thì bây giờ mình lo người còn ở lại thôi. Đúng rồi, số anh cũng bước bước sáng bước nữa mà cháu hồi còn nhỏ quá, còn anh làm ăn thua lỗ quá, anh buồn con nó mất nữa, anh làm ăn thua lỗ quá rồi về mấy cháu còn nhỏ quá rồi để lo cho cháu nó ăn hà cấp sách đến trường. Rồi bây giờ con cháu nó lớn rồi, mà bây giờ mình tìm nhìn lại quãng đời của mình nó cũng gần 2 4 xế chiều rồi, để cái người cái cầm nắm tay đi hết quãng đời còn lại để nâng dựa cho nhau nữa thôi em. Rồi độ tuổi từ 54 cho tới 60 ha. Rồi công ăn việc làm rồi nhà cửa của chị đó như thế nào anh Quang? Ý là hoàn cảnh mình nếu mà có cuộc sống nó ổn định thì cũng cũng sướng, chứ mà số mạng mình gặp người mà không có thì cũng về mình ở cũng được. Về nhà anh Quang ở cũng được ha. Nhà anh rộng không? Anh bề dài 26 m, bề dài 24 m, bề ngang 4,5 m, nếu mà tính ra hàng lang ở ngoài thì 8 9 m, là hàng lang anh nên bán cà phê Tính tính ra cân ngang. nhà anh vậy là cũng ngon rồi, bề ngang 4,5 m, bề dài 24 m, cũng rất là ngon. Em thấy nhà anh đẹp lắm á, nhà cửa kính à không? Em còn không tính hàng ba, ý là tính cho nhà không, ý là mình không tính hàng ba em. Có phòng để cho hai ông bà ở Hồi nhà mình mong không? Nhà bên phòng có lầu không? gắt lỡ em. Gác lỡ ha. Nhà mình mong là ở mấy người, ở con mình anh hả? Con dâu về nó ở rồi nó mua nó bán ở trên này mấy cháu. Với mấy cháu nội ha. Rồi cái này rất là đơn giản, là chị nào nếu mà hoàn cảnh khó khăn mà về ở nhà anh Quang cũng được, rồi anh tạo điều kiện có thể hai người bán cà phê đồ ha. Cà phê anh bán ở đây mình anh vô địch rồi. Rồi chỉ về là chỉ làm cái gì, Về thì phục vụ gia đình vậy thôi. phục vụ kiểu làm sao? Quán Rồi thì phục vụ. đây chỉ làm em nghề nghiệp đồ tụ lúa. Cái mình làm thì mình cùng làm cùng không thôi, chứ còn vấn đề làm thì vô tư. Thì về thì anh quậy cà phê, chỉ bưng cà phê Có được không? thì vô tư. Anh bán một mình anh bán một buổi sớm mai không, là ngày thường không là 80 chục ly em, Một ly anh bán bao nhiêu tiền? 12 ngàn. 12.000 mà 80 ly thế cũng 900 mấy rồi. Đấy, Chín lần trăm bán mấy 80 ly cà phê bao anh bán pha hết mấy ký cà phê? một buổi sáng anh bán 3 ký á. 3 ký là lời ngon lành luôn rồi đó, Ngày Tết đây anh bán cả 200 ly. 200 ly luôn á hả? Buôn ngày Tết á, còn ngày thường là bán 80 90 là bình thường Wow, vậy là cũng khỏe khoắn rồi. rồi. Vậy là cũng hai ông bà mà về thì với cái số tiền lãi đó thì sống vô tư.
Anh làm ảnh hả? Anh còn công ty nó kêu xuống làm quà, anh làm chứ anh buồn anh không làm nữa, cái anh hết giống anh làm nữa. Bây giờ ở nhà bán cà phê lời ngon hơn. Anh xuống công ty rồi anh nghỉ buồn xuống làm quà anh không làm. Cà phê ở nhà là rảnh rỗi rồi khỏe hơn ở nhà nữa. Thì anh sống ở nhà anh bán cà phê vô tư mà, có bóng bàn bán rồi mà, với con là bún cơm bún bún bò đó. Rồi anh Quang nè, anh thích chị đó là người vùng miền nào? Miền nào cũng được. Miền nào cũng được hả? Miễn Miền sao miễn sao mà là chung tình chung thật là được ha. ok. Ok, bữa nay chơi tiếng Anh luôn hả? Hôm trước làm công ty có giao thiệp với người nước ngoài nhiều Anh tâm giống con em làm người ở không? miền Tây nhiều. Mà anh chăm sóc hay là anh bên kỹ thuật hay là bên Ok, anh bên quản lý rồi con nó làm kỹ thuật. anh bên quản lý rồi con anh làm kỹ thuật luôn. Thằng lớn nó làm kỹ thuật gì nó mất rồi, giờ thằng nhỏ nó không làm. Nhà em công ty không anh. Anh Quang là thấy anh rất là thật thà luôn á, anh hiền nữa, thấy gương mặt anh nó rất là hiền luôn. Đúng rồi, anh đi ra đường ai cũng nói hiền hậu. Anh mà nói với em là anh sống ở địa phương đây ai cũng mến thương hết á. Mà anh nuôi bà xã, nói thật các em á, hồi bà xã anh bệnh á, anh xin công ty, anh về công ty nhà anh về anh nghỉ nuôi bà già, bà xã anh làm 18 tháng á, anh không ra đường luôn á em. Anh chăm sóc bà già anh kỹ lắm, ai mà phụ nữ mà ra vô thăm bà xã anh là mà họ kiền, họ chấp nhận luôn mà. Không anh Thấy vô anh anh gương mặt anh cũng thật thà hiền hậu lắm á. đúng rồi, anh sống thật lắm, có thật là có sao nói vậy thôi, chứ anh điểm sống được, sống được tao mà điểm với anh không chơi có được. Hôm nay với cái lời bộc bạch tâm sự nãy giờ của anh Quang thì chương trình sẽ ghi nhận, và sau khi cái video này đăng lên em sẽ lấy cái đường link trước tiên là em gửi cho chị Vũ bán dép ở Đồng Nai đúng không? Để xem cái kết quả coi chị Vũ có chấp nhận kết bạn với anh hay không. Nếu mà không thì hy vọng các chị em phụ nữ sau khi xem được cái video này, chị nào cảm thấy hợp với lại cuộc sống của anh Quang thì nhanh tay bắt điện thoại gọi đến số chương trình, thì chương trình sẽ sắp xếp cho anh chị có một cái cuộc gặp gỡ giao lưu nói chuyện, rồi nếu mà thấy hợp thì hai người tự cho số về liên lạc anh Quang ha. Rồi anh Quang nè, anh có cái ý nào gửi đến cho các chị chuẩn bị đến với cuộc đời anh không? Rồi mời anh. Năm mới thì anh có gì gửi bên chị, cho chị vui đó là những cái tình cảm mà mở lòng đón nhận tình cảm cho mình, chúc chị vui gia đình được mạnh giỏi mà mấy cháu mạnh khỏe. Rồi còn các chị khác. Có cái gì bây giờ chúc các chị khác là trên cộng đồng mạng thì các chị làm trên chương trình mảnh ghép yêu thương, cứ mà mấy mình thì bấm qua điện thoại bên mảnh ghép yêu thương Minh Hoàng, thì Minh Hoàng cho số để liên lạc còn gặp nhau. Trên mảnh ghép yêu thương làm còn còn ngày còn tốt đẹp. Rồi cảm ơn anh. Mảnh ghép yêu thương cũng cầu chúc cho anh Quang sớm ngày đạt được cái ước nguyện của mình là được cái người mình ấn tượng chấp nhận kết bạn, cũng như là những cái mảnh ghép đang trôi nổi đâu đó sẽ cập bến nhà của anh Quang để tăng thêm một cái niềm vui ở cái tuổi xế chiều anh Quang ha. Cảm ơn em. Rồi bây giờ để kết thúc chương trình, anh Quang chào quý vị khán giả cộng đồng mạng để anh em mình kết thúc nè. Bây giờ đã hết chương trình thì không có gì hơn chúc chúc cộng đồng mạng trên con đường mạnh khỏe qua năm mới, có sức khỏe giàu giàu là vậy thôi, có gì. Rồi, cảm ơn anh. Trước khi kết thúc video,
Minh Hoàng cầu chúc quý vị và các bạn có một mùa xuân, một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn.